Quay sát vào đây xa hết. Ship tận lời cho em trai trên Vĩnh Phúc nhá. Đấy, đứng anh em mình ship chỉ qua một cái cánh cửa thôi. Bởi vì em ra không ra rồi khỏi cửa đây nè. Mình dắt lên qua cửa anh em. Ship tận lời cho em nhé. Đây. Xem nha. Đấy, anh em chỉ cách nhau một cánh cửa không ra không vào được. Kiểm tra xe đi. Em ơi. Kiểm tra xe đi đã. Ra đây kiểm tra đi, anh đến lúc anh lại về không kiểm tra. Đây anh đứng ở đây nhá, em kiểm tra xe đi xem có vấn đề gì không. Đấy không để đi qua được cái vạch này anh em ạ. Hai anh em chỉ giao dịch qua không quá được là 3 bước chân. Em kiểm tra xe đi, nổ máy lên thử đi. Ok không? Ok. Chứ phải xem kỹ đi, đến lúc về lỗi thì bắt đề anh chết. Ok chưa? Đấy, anh em bắt tay qua nhau qua đây đấy. Rồi, cảm ơn em nhá. Ok, chào em.